bây giờ nếu mà tôi up mấy cái này lên mạng thì công việc của chị rồi là gia đình hạnh phúc đấy của chị sẽ thế nào nhỉ? Bây giờ ấy, nếu mà muốn bịt miệng tôi thì ngay lập tức chuyển vào tài khoản cho tôi 1 tỷ. Này cô ơi, cô ơi, sao đường phố văn minh đẹp như thế này cô lại vứt rác ngoài linh tinh thế? Tôi ở quê người ta cũng không vứt linh tinh thế này đâu. Lần sau ấy cô đừng vứt như thế nữa nhá. Liên quan gì đấy anh, lắm chuyện. Sao lại không liên quan được, đây là nơi công cộng mà, chúng ta phải giữ ý thức chung chứ. Anh thích ý thì tự đi mà nhặt, tôi không nhặt đấy, làm gì được tôi. Thôi được rồi, lần này tôi nhặt giúp cô đấy nhá, lần sau cô đừng có như thế nữa. Thôi thùng rác này. À, hóa ra cũng chỉ là cái thằng đi bán ve chai thôi à? Không, tôi không phải làm nghề đấy. Thôi, chối làm gì nữa, từ nay anh theo dõi tôi chỉ là để đợi nhặt chai nước này thôi chứ gì. Có mỗi cái chai nước vứt xuống đường rồi cũng nhặt lên cho vào túi nữa, bẩn không chịu được. Này cô ơi, cô đã sai tôi nhặt giúp cô rồi, thế mà bây giờ cô đã nói chanh chua như thế được à? Ai bắt anh? Anh đi nhặt ve chai để kiếm sống, không cảm ơn tôi được một câu thì thôi, bây giờ lại còn đứng đây hạnh huệ tôi nữa à? Đúng là cái loại bẩn thỉu từ đầu đến chân, không chịu. Bất lịch sự thật đấy. Em chào chị, em là nhân viên mới đến ạ. Chào em. Vào đi. Em chào chị, em tên là Hải, hôm nay mới đến đây thử việc ạ. Em ngồi đi. Chào ve chai. Tôi là Hải, không phải là ve chai. Hai bạn có quen nhau rồi à? Bọn em vừa gặp nhau ở dưới công ty ạ. Thế này nhá, chị cũng triển khai luôn, hai bạn sẽ có 1 tháng thử việc tại công ty. Sau 1 tháng đó thì công ty sẽ xem xét năng lực cũng như là kết quả làm việc của hai bạn để cân nhắc xem là hai bạn có được làm việc tại công ty không. Vâng ạ. Chỗ làm việc của hai bạn ấy được sắp xếp ở ngoài kia, bây giờ ấy chị sẽ ra ngoài kia sắp xếp trước nhá. Vâng ạ. Thế thằng ấy tên gì? My. Hỏi làm gì? My. Tự nhiên nghe tên lại muốn xuất khẩu thành thơ. Nói thử xem nào. Thu đi để lại lá vàng, My đi để lại trên đường vỏ chai, ăn học hai mấy năm trời mà không vứt nổi vỏ chai vào thùng. Thằng nhà quê kìa. Anh đang chửi tôi là vô học đấy à? Người khôn chửi khéo nửa câu, để cho người dạy tưởng đâu khen mình. Đồ nhà thơ nửa mùa. Cứ đợi đấy. Hải đâu rồi? À, cậu ấy đi vệ sinh rồi chị ạ. Chị bảo này, đây là đề tài mà chị giao cho hai đứa. Em nhắc Hải về làm cho chị một bản kế hoạch về đề tài này. Nhớ nhắc Hải giúp chị nhé. Dạ, chị yên tâm ạ. Chị Lan Anh vẫn chưa đến giao việc à? À, chị bận nhiều việc quá. Bảo chúng ta là ngày đầu tiên đến thì cứ ngồi chơi đi, ngày mai chị sẽ giao việc sau.
chơi cả ngày à? Này, chị Lan Anh bảo là đọc xong thì làm bản kế hoạch, 2 giờ chiều về nộp ấy. Ôi, dài thế này thì bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi, 2 giờ chiều làm sao mà kịp được. Thì chắc là chị thử năng lực thôi, làm mình đâu thì làm. Bản kế hoạch mà chị giao cho hai đứa ấy, làm đến đâu rồi? Dạ, đây ạ. Đây ạ. Hải à? Dạ. Tại sao bản kế hoạch của em ấy lại dở dang như này? Dạ, tại chị giao em gấp quá nên là. Gấp á? Em có nhầm lẫn gì không đấy? Theo kinh nghiệm làm việc lâu năm của chị ấy, thì chị đã giao cho hai em ấy một thời gian khá là đầy đủ và thậm chí còn thừa. Em nhìn mi đi. Chị cũng giao đề tài cho cô ấy, nhưng mà cô ấy đã làm hoàn thiện mặc dù còn nhiều thiếu sót. Em xin lỗi. Năng lực yếu kém ấy thì lên thừa nhận, chứ đừng có mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, em hiểu chưa? Vâng. Em mang cái bản kế hoạch này về làm lại với chị. Còn My, sau một tiếng nữa chị họp xong ấy thì em mang bản kế hoạch này vào phòng của chị. Chị sẽ sửa đổi cho em. Dạ vâng ạ. Em xin phép. Này, cô làm kiểu gì mà nhanh đấy? Tôi bỏ cả bữa trưa mà vẫn không làm được ấy. Được ăn học đàng hoàng thì nó phải khác chứ. Anh sống ở quê lâu, đầu toàn bùn đất, làm sao mà so với tôi được? Tôi ở quê thật nhưng mà học đại học thì vẫn học ở thành phố còn gì nữa. Cái thành phố đấy của anh ấy cũng chỉ là tỉnh lẻ thôi. Chứ như tôi ấy, ăn học đàng hoàng, sống ở giữa lòng thủ đô, làm sao mà so như thế được, khập khiễng lắm. Thôi, tốt nhất ý là chấp nhận mình ngu dốt đi. Thì tôi hỏi mỗi thế thôi, có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm thôi mà. Cái thứ tôi có ấy là điều kiện. Mà có điều kiện thì sẽ có kiến thức tốt, kinh nghiệm tốt. Chứ cái thứ nghèo kiết xác như anh học làm sao được. Chị đã xem qua bản kế hoạch của hai đứa rồi. Chị quyết định là sẽ triển khai kế hoạch của Hải nhá. Thật ạ? Ừ. Nhưng mà em làm xong trước cơ mà. Tuy là em có làm xong trước, nhưng mà bản kế hoạch của Hải có nhiều sự sáng tạo hơn. Kế hoạch của em ấy có nhiều sai sót. Chị đã chỉ cho em rồi, em cũng đã sửa rồi. Nhưng mà thật sự là chưa phù hợp với ý tưởng của chị. Cho nên là lần sau em cố gắng hơn nhé. Còn về phía Hải, chị nhắc nhở em này. Tuy là dự án lần này của em làm tốt, nhưng mà về mặt thời gian ấy, em chưa đáp ứng đủ. Chị đã giao việc cho em là từ sáng hôm trước cho đến chiều ngày hôm sau, vậy mà em không hoàn thiện xong. Như vậy là không đáp ứng đủ yêu cầu rồi, có đúng không? Chị ơi, chị có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Chị giao cho em từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều đã bắt em nộp luôn rồi. Có mấy tiếng thôi mà chị. Sao lại có nhầm lẫn ở đây được? Rõ ràng là trong buổi sáng ngày đầu tiên mà hai em đến đây nhận việc ấy, chị đã giao cái đề tài này rồi cơ mà. Cái lúc mà em đi ra ngoài, chị cũng đã bảo với My triển khai kế hoạch cho em rồi. Chị ơi, hôm đấy là 11 giờ trưa My mới giao cho em. My bảo là đến 2 giờ chiều là chị bắt nộp luôn. Em còn bỏ cả bữa trưa để làm mà vẫn không kịp đấy ạ.
My, em giải thích chuyện này đi. Chị ơi, anh ta nói dối đấy ạ. Rõ ràng là lúc chị đưa cho em xong, em đưa luôn cho anh ta mà. Cô, không phải nói nhiều nữa. Ở đây có camera kìa. Tôi sẽ check cam, tôi sẽ biết ai là người nói dối. Vâng. Không được đâu chị ơi. Tại sao lại không được? My, có phải là em đang nói dối tôi đúng không? Không thể chấp nhận được. Lừa dối đồng nghiệp, hãm hại đồng nghiệp như vậy, em không xứng đáng làm việc công ty của tôi. Không chị ơi, em xin lỗi chị. Tại vì là anh ta lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người. Suốt ngày bắt nạt em cho nên là em mới... Này, cô đừng có vớ vẩn vào nhá. Chúng ta mới gặp nhau có 2 ngày thôi, tôi bắt nạt cô làm cái gì? Hôm trước em gặp anh ta ném chai nước ra ngoài đường. Em nhắc nhở anh ta không những không nhặt lên mà còn mắng nhiếc em nữa. Bây giờ đi làm, anh ta suốt ngày lấy mấy bài thơ con cóc ra để treo ghẹo em. Này, quá đáng. Này, cô đừng có ngậm máu phun người nhá. Hai cô cậu thôi đi không? Tôi không cần biết là hai cô cậu có mưu thù cá nhân gì. Nhưng mà đây là công việc, là công ty đấy. Tôi không muốn hai cô cậu lấy việc công trả thù tư, hiểu chưa? Còn về phía cô My, cô làm sai hoàn toàn rồi. Cô về phòng, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi công ty của tôi. Không, chị ơi. Cả nhà em chỉ có mình em là đi làm kiếm tiền thôi. Bố mẹ em thì đang ốm đau. Tiền thuốc thì nhiều, bây giờ mà không có công việc, cả nhà em chỉ có nước tự tử thôi ạ. Thôi rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng mà nếu còn lần sau tái phạm ý, tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Cho dù lần sau cô có quỳ gối van xin tôi hay là nằm ăn vạ ấy, thì cũng không bao giờ có cái sự tha thứ này đâu. Em biết rồi ạ. Con Hải, vào phòng của chị, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch. Vâng ạ. Về rồi mà hai người còn đi đâu thế ạ? Chị đưa Hải đi gặp đối tác. Em về sớm đi nhá. Vâng ạ. Phen này chết với bà nhá. Bảo là đi gặp đối tác mà đi vào nhà riêng với nhau thế này à? Đúng là đôi gián phu dâm phụ. Hai người ở đây cả rồi. Tôi có chuyện muốn nói đây. Sao vậy My? Có nhìn thấy cái gì đây không? Mèo mả gà đồng với nhau. Bị tôi bắt gặp rồi nhá. Này, cô đừng có ăn nói linh ta linh tinh nhá. Chúng tôi đi gặp đối tác đấy. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ đi bám váy đàn bà để được trọng dụng à. Nhưng mà rất tiếc bị con này nhìn thấy rồi nhá. Cô My, cô ăn nói cho cẩn thận vào. Nếu mà cô không có bằng chứng ấy thì cô đừng có mà ăn nói linh tinh. Chị Lan Anh, chị là giám đốc, lại là người đã có gia đình rồi. Chị thử nghĩ xem, bây giờ nếu mà tôi up mấy cái này lên mạng thì công việc của chị rồi là gia đình hạnh phúc đấy của chị sẽ thế nào nhỉ? Bây giờ ấy, nếu mà muốn bịt miệng tôi thì ngay lập tức chuyển vào tài khoản cho tôi 1 tỷ. Cô My này, tôi biết là nhà cô đang gặp hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ cô thì đang ốm đau bệnh tật nữa. Nhưng mà cô không thể kiếm tiền bằng cách này đâu cô My ạ. Tôi nói thế mà chị cũng tin à? Bố mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, mà nhà tôi cũng có thiếu ăn thiếu mặc đâu.
Tôi bịa ra chuyện đấy, chả qua là lỡ đi nói với mọi người là được vào làm ở SVM thôi. Mới có 2 ngày đã bị đuổi việc, biết giấu mặt đi đâu. Sao cô có thể nói dối thế được? Cô là con mà cô nhẫn tâm cô nguyền rủa bố mẹ cô bị bệnh tật thế à? Thôi, bớt đạo đức giả đi. Cái thứ mà đi lang chả ở bên ngoài như chị không đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. À, mà tôi vẫn còn chưa xong đâu. Ngoài việc chuyển cho tôi 1 tỷ, chị phải ngay lập tức đuổi cái thằng nhà quê này đi. Nếu mà đuổi việc ấy, tôi đuổi việc cô trước. Loại nhân viên không có đạo đức, không có nhân cách như cô ấy, không xứng đáng làm việc công ty này. Cô hiểu chưa? Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt chứ gì. Được rồi, tôi sẽ cho 2 người thân bại danh liệt. Có chuyện gì thế? Em có chuyện quan trọng muốn báo cáo với anh đấy ạ. Cô nói đi. Anh thấy đấy, em với anh Hải cùng vào công ty một lúc, thậm chí là năng lực của em còn hơn anh ý. Thế nhưng mà chị Lan Anh thì lúc nào cũng thiên vị anh ý. Mới đầu thì em nghĩ là do năng lực của em còn yếu kém, nhưng mà hóa ra lại không phải như thế. 2 người bọn họ gian dìu với nhau đấy ạ. Hôm trước nói với em là đi gặp đối tác, nhưng mà cuối cùng bị em bắt gặp đi vào nhà riêng đấy ạ. Hành động thì có vẻ rất thân mật. Em còn quay clip lại đây, anh xem đi. Như thế này đâu có gì gọi là thân mật đâu. Đứng sát nhau như thế này không thân mật thì là gì ạ? Với cả là đi gặp đối tác thì phải gặp ở quán cà phê hay là nhà hàng, chứ tại sao lại dắt nhau vào nhà riêng như thế được? Hơn nữa, cả cái công ty này ai cũng đều biết chị Lan Anh đã có chồng rồi. Anh xem, chị ý làm như thế, công ty biết để mặt mũi đi đâu ạ? Đúng rồi, cái sự việc này rất là nghiêm trọng đấy. Có trăm miệng cãi thì cũng không cãi được đâu. Cô Lan Anh, cô giải thích đi. Nghiêm trọng cái đầu của anh ấy, đến nước này rồi mà còn đùa được. Giỏi ơi, sao lại nổi cáu với anh? Chủ tịch thông cảm ạ, chị Lan Anh vừa bị cô My lên lừa cho nên là vẫn hơi nóng. Chuyện gì? Dạ, lần trước khi mà trong lúc làm việc, cô My đã gian dối và bị chị Lan Anh phát hiện. Nhưng mà cô ta lại kể nghèo kể khổ, rồi là kể ba mẹ nghèo khổ, rồi là bệnh nặng các thứ để chị Lan Anh châm trước cho. Nhưng mà vừa rồi cô ta lấy đoạn clip ra để tống tiền và có đe dọa chị Lan Anh. Rồi cô ta còn kể là bố mẹ vẫn còn khỏe bình thường, nhà không có vấn đề gì cả, chỉ là cô ta bịa đặt như thế vì sợ mất việc và sợ mất danh dự thôi. Anh nói láo, không phải là tại hai người gian díu với nhau cho nên là mới thông đồng với nhau chứ gì. Đúng là cái loại trai bào. Chị nhìn cái gì tôi? Loại đàn bà không liêm sỉ. Cô My, cô thôi đi. Sao anh lại mắng em ạ? À? Em có nói gì sai đâu. Ngủ ngốc, cứ tưởng vớ được thóc, nói rằng mình là gà mà không biết. Anh chửi ai đấy? Đúng là hôm qua tôi với chị Lan Anh có về nhà riêng chị Lan Anh thật. Nhưng mà đấy cũng là nhà của chủ tịch. Chị Lan Anh là vợ của chủ tịch đấy. Không thể nào. Có gì mà không thể nào? Đó, vợ giám đốc, chồng chủ tịch tương trợ lẫn nhau quá tốt còn muốn gì nữa. Mà đúng là chúng tôi về nhà chủ tịch để gặp đối tác. Đối tác là bạn của chủ tịch. Và chủ tịch và đối tác của anh ấy đã đợi sẵn ở nhà của ông. Vậy tôi hỏi cô, giam díu kiểu gì? Hả? Chủ tịch, chị Lan Anh, em nhầm ạ. Nhầm á? Nhầm mà cô lừa dối tôi, nhầm mà cô tống tiền tôi thế à? Anh đã nói với em rồi, đừng có tin người quá. Đến lúc người ta lừa ấy, lại quay sang nổi nóng với anh. Ai mà biết được, cô ấy đóng tiền giỏi quá cơ mà. Chị ơi, ngậm miệng lại. Tôi không bao giờ bỏ qua cô đâu. Cô có nhớ lần trước tôi nói gì với cô không? Là nếu mà cô tái phạm ấy, cho dù cô có quỳ xuống, cô van xin tôi, cô năn nỉ tôi như thế nào ấy, thì không bao giờ tôi bỏ qua cô đâu. Chủ tịch, em... Anh em cái gì? Giữ lại một chút liêm sỉ, tôi đi ra khỏi đây đi. Đừng có để tôi phải đuổi đây.
Xin chào các bạn. Các bạn vừa xem xong một tập phim của SVMTV. Nếu như thấy hay thì hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở tập phim này nhé. Sắp tới chúng tôi sẽ có một series phim rất là hay, rất là đặc biệt luôn. Nếu như yêu thích mình hay là những diễn viên khác ở trong công ty, các bạn có thể tìm link Facebook của chúng tôi dưới phần mô tả nhé. Ngoài ra, các quý nhãn hàng nếu như muốn liên hệ quảng cáo, hãy liên hệ với hotline và email của công ty cũng sẽ được đặt ở ngay bên dưới này thôi. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Nhớ like và subscribe kênh của chúng tôi nhé.